đây là tăng thứ hai của anh làm tại đại bốn cụm nha. Hiện tại thì mấy anh em cũng đã ăn bánh xong xuôi rồi đó. Thì xong xuôi thì mấy anh em của anh cũng sẽ nhảy xuống để săn bắt hải sản. Rồi cái chỗ này thì cũng khá là sâu ha, tầm khoảng 10 đến 11 xả tay. Nói chung luôn lúc nào á mấy anh em quên nhảy xuống thì phải thả lỏng nha, thả lỏng để xì tay. Không thì không xì tay thì nó sẽ bởi mình nhỉ, rất là đau luôn. Rồi mấy anh em cũng để gòn đếp dàn rồi. Rồi cũng đếp dàn. Bây giờ thì đi sang bước quanh nha. Vừa mới xuống thì anh hai của Quân để bắt được một con cá bò dép đi. Ồ, Quân bằng cái điểm tăng thứ hai này bội thu hơn tăng lướt ha. Là cái bò dép này Quân bán thì tầm 250 đến 300 nghìn một ký. Quân để phát hiện một con ốc này. Đây là một con ốc ta tượng. Ốc ta tượng này thì nó không có ở dạng san hô, nó chỉ ở ngoài cát như thế này thôi. Còn ở dạng san hô thì nó không có. Nhất là ở dạng cát như thế này thì nó sẽ lũi xuống nha. Ốc ta bù này thì ăn rất là ngon luôn. Còn vỏ bán thì Quân cũng không biết giá nữa, lên xuống thất thường luôn. Chỗ này thì Quân để phe đèn cũng gặp thêm một con nữa. Đây là con thứ hai. Wow, quá là đẻ luôn. Ốc ta tượng này thì mấy anh em sẽ về chân chè dây cho sạch sẽ, về chân lên rất là đẹp luôn. Còn dù ốc ta bù thì khó nói, sẵn về về chấm muối tạt thì thêm ít lòng bia nữa là sai. Ồ, có vẻ thì hôm nay thì điểm lặn này có vẻ có ốc ta bù đây. Quân gặp hai con ngay một chỗ luôn. Rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Để ghê chưa. Chỗ này thì mấy anh em Quân để đúng điểm gặp ốc ta tượng. Nếu mà gặp ốc ta tượng thì có thể lên đến 100 con hoặc là mấy trăm con luôn. Nhiều lắm. Không thể kể được đâu. Quân để đặt được hai con. Về hai con trước là 4 con. Bây giờ thì Quân bốn con thì Quân bỏ về vật thì nó sẽ chìm xuống. Thôi Quân sẽ lấy vật riêng về bỏ vô về biểu dưỡng Quân ở trên cano và kéo lên ha. Đây, Quân lẽ lấy cái vợt xuống rồi nè. Bây giờ thì sẽ bỏ vô. Nói chung ốc ta tượng thì rất là nặng luôn. Phải bỏ vào vợt kéo lên mới đi được. Không thì nó sẽ chìm xuống về máng sở dạng san hô. Đây, Quân sẽ nháy đèn cho dưỡng Quân biết nè. Rồi, dưỡng Quân cũng để thấy đế này xuống rồi. Bây giờ thì Quân sẽ lấy cái kẹp này về móc vào cái sợi dây vật để dưỡng kéo lên ha. Đó, cái nhìn thấy không? Sau khi một hồi dưỡng Quân kéo lên thì tiếp tục Quân để gặp thêm một con ốc tà tượng nữa. Có vị thì mấy đêm nay thì Quân để bồi thu ốc ta tượng này. Quân mong thì mấy anh em kia thì sẽ gặp nhiều hơn. Đây, wow, con này con nái đẹp ghê ha. Nó bắn như cái gì vậy. Ướt lên thì do lau quá thì nó sẽ mọ rêu. Chúng ta chỉ còn chè dê về làm bắn nó là rất là đẹp. Các máy anh em của Quân để gặp một con ốc ta tượng về nháy đèn Quân lại nè. Ô, hai con luôn. Chỗ này thì
không phải hai con nó nằm như thế đâu nha cả nhà, tại hai anh em mấy anh em của anh á xếp như thế. Ồ rất là đẹp luôn cả nhà, hai con luôn cực kỳ đẻ, ba con luôn, tại vì hồi nãy quên được á để thành về ba con. Rồi chuẩn bị thì quên cũng sẽ quắt nháy đèn giường để bỏ chai đế xuống và kéo lên thôi. Ở cái chỗ này thì anh hai của quân để phát hiện một con gì thì phải. À, đây là một con kéo bò xếp. Con này thì quân độ đó thì tầm 1 kg. Hơn 1 kg á. Mới để luôn ha. Kéo bò xếp thì vào ban đêm thì bắt rất là dễ. Còn ban ngày thì nó sẽ đi ra ngoài để ăn ngoài ha. Còn ban đêm thì nó sẽ chui vào bụng núp. Wow, Wanna đã phát hiện một cục đế. Oh, đây là một con cá chứ không phải cục đế đâu cả nhà. Con cá mặt quỷ có giá trị rất là cao luôn. Là cái mặt quỷ này thì nó hình dạng dung như cục đế, rất là để khó để thấy nó. Nó nguyệt lên rất là giỏi luôn. Đây, con này nó màu đỏ đẹp ghê chưa. Là cái mặt quỷ này thì cái mặt nó xấu như thế thôi, chứ giá trị rất là cao. Tầm khoảng 700 đến 800 nghìn một ký. Con này thì quân độ đâu đó thì tầm 1,5 kg. Rất là to. Lại cái mặt quỷ này thì ban ngày hay ban đêm thì nó cũng sẽ không có lội hay bơi đi đâu đâu, tại vì nó sẽ nằm yên như thế, nó hình dạng như cục đá, nó sẽ bắt mồi. Bắt cái mặt quỷ thì mấy anh em phải cẩn thận vào nha, chứ không thì sẽ bị lỡ đâm thì thôi khỏi nói, nó nhức cực kỳ luôn, nhức đau lắm, nhức đến khó luôn cả nhà. Warner cũng đã bị đâm rồi. Hình dung nghĩ lại quên thái ớn lành cái xương luôn. Wow, đây anh ba của quên để săn được một con cái mú cực kỳ to. Cái mú này có tên gọi là cái mú lai. Wow, cái con này to thiệt sự chứ. Quên đồ ra đó thì tầm 3 kg. Là cái mú này thì quên bán thì tầm 15 đến 120 nghìn một ký. Rất là được tiền luôn. Nó dài kinh khủng. Quên nó thiệt chứ nhờ mấy anh em nháy đèn quay lại để quay hải sản cực to, quả là những con gì quý giá để quay gửi đến cho cả nhà xem này. Mấy anh em rất là nhiệt tình luôn ha. Ồ, có vị thì đêm nay quên để may mắn rồi, quên gặp tiếp thêm một con cái mắt quỷ nữa nè. Ồ, cái con này thì nó tuy hơi nhỏ hơn con kia. Con này thì quân đồ đó thì tầm 900 g, gọi là 800 g thôi. Con này cũng khá là nhỏ, không tới 1 kg thì sẽ loại 2. Loại 2 thì tầm 200 đến 300 nghìn 1 kg. Con này thì không tới 1 kg đâu cả nhà. Ồ, nó dựng hàng gai lên ghê chưa, dài kinh khủng. Cái hàng gai đó lại có nọ độ rất là cực mạnh luôn. Wow, Warner đã bỏ về vợt rồi cả nhà. Quá đẻ ha. Hai con này thì Warner kiếm hơn cái liệu bè á. Con rất là mừng luôn, tại vì giá trị rất là cao.
mấy anh em lặn biển thì gặp những cái con cái mắt quỷ thì khá là khoái. Ồ, cái chỗ này thì anh ba của Quân cũng đã phát hiện một con gì thì phải. Quân nghi chính là một con cái bờ dép. Ồ, đúng rồi. Đây, anh ba của Quân đã bắt được một con cái bờ dép này. Về ô cái con này thì tầm khoảng 2 kg. Ồ, tăng này thì mấy anh em bội thu cái bờ dép về ốc ta tượng. Quân rất là mừng luôn cả nhà. Nhưng mà cái điểm lặn này thì cái quân săn thì rất là ít, rất là thừa luôn. Chỉ bắt được cái bờ dép về những cái con ốc ta tượng thôi. Phía xe thì quân để phát hiện một con cái nắp gai. Con này tầm 2 kg. Cái nắp gai thì tại đảo Phú Quý thì không có mua sống nên quân sẽ chở. Cái nắp gai thì quân sẽ lộ xe về phơi khô. Phơi khô thì 500.000 một ký, còn nẹ thì sẽ chia về ăn. Còn ở Nhật Lan thì mua sống tầm 1 ký đi lên 250.000 một ký, rất là được tiền. Đi một đoạn thì quân đã phát hiện một con cá. Đây là một con cá bò lé. Là bò lé này thì mấy anh em quân không có săn để quân bắt tay. Tại vì cái bò lé này bắt tay rất là dễ. Cái này thì quân bán thì tầm 20 đến 25 nghìn một ký. Phát hiện một con cá mú. Đây là một con cá mú yến, mú cờ. Mú yến này thì quân bán thì tầm 90 đến 100 nghìn một ký. Nửa ký đi lên thì sẽ là 1, còn nửa ký đi xuống thì sẽ là 2 ha. Là 2 thì tầm 40 đến 50 nghìn một ký thôi. Con này thì quân độ thì chắc không tới nửa ký đâu. Loại mũ yến này thì màu sắc rất là đẹp ha, màu đỏ lè đỏ lét luôn. Cái mũ này thì quân cũng ăn để ăn rất là ngon, thịt rất là thơm luôn. Tiếp tục phát hiện một con cá bò dép nó đang có lui dây này đấy. Anh em cũng đã bắt được nó rồi, không hiểu tại sao tự nhiên nó lui dây luôn. Chắc nó nghe tiếng hơi thở của anh em quân nó sợ nó lùi dê này. Em của quân cũng đã bắt được nó rồi. Con này cũng có vẻ là to, tầm khoảng 2 đến 3 kg. Rồi cuối cùng cũng đã tới giờ. Sau khi 2 tiếng đồng hồ trôi qua, dưỡng của quân sẽ thả ra đá này xuống. Đây là một tăng của anh em luôn. Bây giờ thì quân sẽ lên cano về xem thành quả cùng với mấy anh em quân nha. Rồi, mấy anh em cũng đã lên tới cano rồi nha. Hiện tại bây giờ thì mấy anh em quân sẽ đổ cái dè về xem hải sản cùng với mấy anh em quân nha. Còn ốc ta tướng thì mấy anh em bắt được một đêm rất là nhiều luôn, tầm khoảng 20 con. Đây cái nhỉ. Lấu ta bồ này thì rất là đẹp, chơi thì khó nói luôn. Ruột thì anh khó chơi, ruột thì mấy anh em sẽ sạc dê về lụa lên hạn, chấm nước mắm chanh, anh rất là ngon. Tầm 20 mấy đến 30 con á cả nhà. Quá đẻ luôn ha. Đây là một con cái mú cực kỳ to. Đây là một con cái mú này có đầu tầm 4 kg á. Rất là to luôn. Bốn ký ạ, hả? Bốn ký, 5 kg. Cái đầu, trong cái đầu em cầm cái đuôi cho hình. Wow. Cái mú này to ghê chưa? Cái mú này thì mấy anh em gọi là cái mú chấm to ha, cái mú theo. Wow.
cái bò dép thì đêm nay thì mấy anh em mùa thu cũng khá là đẹp ha, tầm khoảng 15 đến 16 con. Hôm nay thì mấy anh em được 5 con cái mặt quỷ nha. Ô, sao lại đẻ luôn ha. Rồi, video này Quân cũng sẽ xin phép ghép lại tay luôn. Để mời quý cô chú anh chị để xem video của Quân. Xin hãy cho Quân bộ like và bộ đăng ký để Quân có động lực để xem video nhiều hơn cho cả nhà xem nha. Rồi bây giờ thì bye bye.